Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu tranh du hoa được thực hiện bằng giấy áp bốn màu. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi cách làm. Để hoàn thành một tác phẩm thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau. Ở đây mình sẽ dùng giấy màu A4. Màu sắc của giấy màu A4 thì mình sẽ dùng màu xanh làm chiếc du, xanh dương làm chiếc chu, xanh lá làm lá cây, màu cam làm hoa, màu trắng làm nền khung tranh, cùng với những hạt cơm nhỏ để trang trí. Bên cạnh đó chúng ta cần chuẩn bị thêm kéo cắt và kéo lửa sống, compa và súng bắn kéo nến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ở đây thì mình sử dụng màu trắng để làm khung màu cho bức tranh của chúng ta. Tất cả các họa tiết trang trí sẽ được gắn vào khung này. Và trước tiên chúng ta sẽ cắt. Phần chiếc chu. Ở đây mình sẽ dùng compa hoặc một cái tròn nhỏ như vậy để cắt tạo hình một hình tròn. Ở đây mình sẽ dùng compa với bán kính tâm 50-60cm. Chúng ta sẽ có những hình tròn. Rồi chúng ta dùng kéo cắt hình tròn ra. Chúng ta có thể gấp đôi tờ giấy A4 thành hai phần bằng nhau và cắt tạo hình hai hình tròn cùng một lúc. Tiếp theo chúng ta gấp đôi hình tròn lại và cắt ra. Và sau đó chúng ta sẽ tạo hình cắt bụng ra. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hình phiểu như thế này. Gấp nhọn phần to chót và cho keo vào. Làm tương tự như vậy với các hình tròn, cả gấp thành bốn phần bằng nhau, cắt thành hình phiểu. Cho keo vào.
đi vào chỗ và nó có thể là sẽ cho cái cái việc là đánh một cái trung cấp một. Đây chúng ta có thể ướm thử vẽ đằng sau cho chúng ta đóng bắt đầu sắc nét hơn. Chúng ta cần thêm hai hình tiểu nữa. Nếu như con tranh chúng ta to hơn thì chúng ta có thể làm được cho chỗ to hơn. Nhưng với con tranh ở đây chúng ta làm bằng vẽ vụn cho nên sẽ dễ hàng dễ kích thước hơn. Tiếp theo là sử dụng phân còn dư lúc nãy. Ta cắt quãng tay cầm của chị Dung. Ta dùng một nửa hình chữ nhật. Như trên cuộn thành một dạng chiếc que gầy như vậy, cho keo vào phần dưới và cố định lại. Giờ chúng ta sẽ cho phần cuộn này vào trên giữa, cho keo vào đầu và cuối như vậy. Chúng ta đã hoàn thành xong một cái chuột các bạn. Để có thể phấn hoặc là cho cái chuột chúng ta thì ở đây mình có sử dụng một ít hạt cơm để làm chiếc cán du đồ công cho cán du. Cho keo vào năng lực như vậy, ta sẽ vẽ sao cho cậu đồ công và gắn keo cho đồ công của chúng ta. Ta sẽ cho keo xuống góc này như vậy. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc vuông màu xanh. Tiếp theo sẽ là phần hoa và lá trang trí. Chúng ta sẽ để cái không chỉ dù này qua một bên để cắt hoa. Hoa ở đây mình sẽ sử dụng là màu cam. Thank you.
Đây mình sẽ dùng phương pháp cắt hoa hồng, một loại hoa hồng sống có cạnh uốn lượn như chiếc kẹo này. Nếu như chúng ta không có kẹo uốn lượn này thì dùng kẹo thẳng bình thường cũng được. Bây giờ bước đầu tiên thì chúng ta sẽ có những hình tròn. Ở đây mình sẽ dùng hình gấp và giấy áp cũng lại thay lại phần bằng nhau thì chiều hướng hình chủ nhật để cắt được nhiều hình tròn hơn. Và đây mình sẽ có một hình tròn, khuôn hình tròn và mình sẽ cắt theo khuôn này. Mình dùng vị trí để vẽ lên chiếc khuôn. Nếu có thể thì ta sẽ cắt như vậy để tạo nên 6 hình tròn cùng một lực. Này chúng ta cho kéo vào cắt theo khuôn hình tròn đã vẽ. Ở đây để cắt được một bông hoa hồng sống thì đây là mẫu hoa hồng đơn giản và dễ cắt nhất mà ai cũng có thể làm được. Này chúng ta sẽ có 6 hình tròn. Tương tự như vậy chúng ta sẽ cắt với những hình tròn tiếp theo. Những kích thước bằng nhau, chúng ta có thể lấy một hình tròn mẫu để cắt. Thế này mình đã chuẩn bị được 12 hình tròn màu cam. Tiếp theo mình sẽ sử dụng chiếc kẹo này. Đây là một chiếc kẹo lượn sống cũng lượn. Khi cắt thì vậy chúng ta sẽ có những cặp cân sống. Đây mình sẽ dùng gấp hai hình tròn lại và cắt cách cắt một bông hoa hồng lượn sống rất đơn giản. Chúng ta chỉ nương theo hình tròn của khuôn mà chúng ta mới cắt và cắt như vậy thành một hình xoắn ốc. Và lưu ý thì khoảng cách của mỗi khoanh sẽ tầm 1 cm. Tương tự như vậy chúng ta cắt cho hết 12 hình tròn. Rồi chúng ta sẽ có 12 bông hoa. Hoa hồng xoắn ốc là một hoa mẫu hoa hồng dễ thực hiện nhất, đơn giản mà lại cho ra thành phẩm khá đẹp mắt. Nếu như các bạn không có kẹo cắt lượn xoắn thì đơn giản thì chúng ta có thể trồng kẹo bình thường cũng được. Sẽ cắt lần lượt đến hết 12 bông hoa. Về màu sắc của bông hoa hồng thì chúng ta có thể dùng vào sở thích và mọi người để mà cắt ra một sản phẩm. Ở đây mình sẽ dùng màu cam, hoa hồng màu cam. Chúng ta có thể cắt thành hoa hồng đỏ, vàng, tím tùy vào sở thích. Ở đây thì chúng ta đã có chiếc chuông màu xanh, thì
trở nên mình sẽ sử dụng màu cam. Tương phản giữa hai gam màu động lành cho ra một tác phẩm trông đẹp mắt hơn. Như vậy mình đã hoàn thành xong để cắt cơ bản để tạo thành một bông hoa hồng sẵn. Tiếp theo chúng ta sẽ tập ra. Đầu tiên chúng ta sẽ nằm lấy phần trìa ngoài và dùng tay uốn cong. Như vậy chúng ta cứ uốn dần cho đến khi phần dậy là bông hoa của chúng ta sẽ hoàn thành. Đây, một bông hoa hồng xong không? Chúng ta giữ nguyên và lật lại sau phần này, chúng ta mở ra cái phần này. Chúng ta cho keo vào. Và chia tay ở nhà phần nhì hoa. Ta cho nhì hoa và tất cả các cạnh hoa đều chỉnh keo để hoa chúng ta có thể to hơn chân thứ nhất. Như vậy mình đã hoàn thành xong một bông hoa hồng ốc. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho bông hoa thứ hai. Dùng tay cuộn tròn phần dãy đầu tiên và cuộn cho đến khi hết dãy. Lật lại phía sau và cho keo vào. Ấn nhẹ tất cả các cánh hoa và cho các cánh hoa đều dính keo ở phía đây. Bước này thì chúng ta cần phải chú ý nhiều. Nếu như các phần của cánh hoa không dính keo thì hoa sẽ dễ bị bung ra và mất đi độ tạo hình. Và một điểm cần chú ý nữa thì nếu như chúng ta cuộn hoa chắc tay thì bông hoa chúng ta sẽ có cái thước nhỏ, mà khi cuộn chúng ta hơi nới tay ra nhẹ hoặc lúc cuộn xong hoàn thành phần lại này chúng ta thả nhẹ hoa ra thì hoa chúng ta sẽ có độ nở và độ to hơn. Đây là một cách để làm cho cái thước hoa có độ to nhỏ khác nhau mà không đồng nhất. Đây, dùng tay, dùng ngón tay trỏ vẫn nhẹ nhiều hoa và các cánh hoa xung quanh để đảm bảo hoa đều dính keo. Như vậy đã có được ba bông hoa. Ta sẽ làm cho đến hết và sẽ cắt phần lá. Lá ở bên đây mình sẽ sử dụng màu xanh. Ta cần chuẩn bị một vài màu xanh lá cây như vậy. Đây chúng ta sẽ cắt lá. Không phải là một nhánh lá, một chiếc lá, mà là một sợi cánh lá. Ở đây sẽ cắt về phương hình. Ở trên các bạn có thể cắt một nhánh 3 đến 4 lá
Ở đây mình sẽ cắt tầm 3 lá, cắt tao hay 1 chiếc lá. Và khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có một cành lá như vậy. Đây chúng ta sẽ lấy cắt trên để có đồ trang trí cao hơn. Tương tự chúng ta sẽ cắt bốn những lá như vậy. Vậy mình hoàn thành xong phần hoa và lá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước cuối cùng là gắn hoa và lá vào khung. Đây chiếc chu hoa của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cho keo vào đây. Khi vị trí hoa thì chúng ta có thể dán theo cảm hứng, có thể trên dưới. To nhỏ khác nhau. Chúng ta sẽ dán xem cái như vậy chúng ta hoàn thành xong.
Chúc các bạn thành công với mẫu trang trí này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.